xong rồi đưa cho em coi, nó uống bị gì á, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy, xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người. Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ em mới kêu là thôi giờ trễ rồi, con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Sai rồi. Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, có ngày an toàn mà em đâu sao đó, đâu sao đó. Xong cuối cùng dính bầu. Đó. Và bây giờ mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai em. Chú rể có vẻ luống cuống quá hả? Chú rể, em năm nay mấy tuổi? Dạ, năm nay em 21 tuổi rồi. 21 tuổi à? Dạ. Wow, quá trẻ. Còn cô dâu? Dạ em bằng tuổi chồng em. 21 tuổi. Đấy, hai bé 21 tuổi nó đã lấy nhau rồi. Sao mà lấy sớm thế hả trời? Hãy giới thiệu cho anh cũng như là quý vị khán giả thì được biết là các em tên gì, công việc như thế nào? Dạ con chào cô Hồng Vân. Thôi bây giờ cứ kêu bằng chị với anh. Dạ chị Hồng Vân. Dạ, trên đây là không có cô với chú. Dạ toàn thể quý vị đang có mặt ở đây. Đúng rồi. Em tên là Trần Ngọc Thanh Thanh. Em sinh năm 97 và hiện tại đang làm diễn viên tự do. Rồi giờ chồng cũng làm diễn viên luôn nè. Dạ. Nói đi. Dạ. Không hả? Chào chị Hồng Chắc Vân và chú Phú Thuận khán giả. Dạ, em tên là Đặng Văn Khánh. Hôm nay em 21 tuổi. Em đang còn đi học và phụ giúp công việc gia đình. Rồi tình cảm của các em bắt đầu như thế nào? Hai đứa em học chung với nhau ở lớp đại học. Thì trong lớp em rất là quậy. Còn chồng em thì giống như là những cái người mà gà rồ đi học, bị ép đi học, vô lớp nào cũng cúi mặt xuống ngủ, giống thất tình lâu năm vậy đó. Nhưng mà hai đứa thì không để ý gì tới nhau, hai đứa cũng có quen bồ là 1.5 năm. Đó, thì sau khi chia tay thì em có bị bệnh, nằm ở trong bệnh viện. Thì lúc này chồng tự nhiên nhắn tin hỏi là ủa mày đang trong bệnh viện hả, bị bệnh gì vậy, có cần tao lên thăm không? Xong rồi em mới trả lời ủa tao đâu có thân với mày đâu, tỉ mày lên rồi thăm tao. Ủa tao đâu thân mày đâu đó. Xong rồi cái hả chồng em mới kêu là không, để tao lên thăm mày, mày muốn ăn gì tao mua cho mày. Đó, xong rồi cái em mới kêu rồi vậy thôi cũng được. Xong rồi em mới kêu là tao muốn uống trà sữa với lại ăn chuối. Trời, thì em nghĩ là chắc trà mua sữa. 1-2 trái chuối vậy thôi, không ngờ mua một nải chuối xanh. Trời ơi. Xong để lên giường bệnh của em, tưởng đâu chù em chết vậy đó. Trời ơi. Sau đó là khi mà em xuất viện là bắt đầu chồng em theo đuổi em hoài luôn. Có phải là em đã để ý cô Thanh Thanh này từ lâu rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đầu năm sinh viên năm 1 á, là vô hè là em đang ngồi trong lớp. Cái em thấy một bạn nữ bước vô mà nổi nhất luôn. Cái xì tai rất là đẹp. Cái em để ý lúc đó. Mà lúc đó em nghĩ là em không giới tới nổi đâu. Lúc đó là vợ em là diễn viên nhưng mà là có nổi tiếng không? Dạ vợ em thì cũng có nhiều người biết rồi. Hot face hả? Dạ hot face. Trên Facebook thôi. Dạ. Sau khi mà về nhà rồi á thì ngày nào cũng từ quận 7 chạy qua quận Bình Thạnh mua cháo này nọ cho em, qua nhà là dọn dẹp nhà cửa nhà này em này kia rồi xong rồi hả mua đồ ăn cho mẹ em. Nói chung là tạo ấn tượng rất là tốt. Nói chuyện nhau mới được 4 ngày chưa có tỏ tình chưa gì hết mà chồng ra đi xong nguyên chữ tờ bự chà bá ngay đây rồi. Xong rồi đưa cho em coi, nó uống bị gì á, thằng này tâm thần á ta, xong mới nói chuyện có 4 ngày tự nhiên xong tên uống bị gì vậy, xong rồi nó chưa hết, nói chuyện thêm 3 ngày nữa xong nguyên chữ thanh trần, xong ở đây thêm một cái nữa, xong ở tay thêm một cái nữa, phía sau thêm một cái nữa. Đó, ha. Tính ra tới giờ là tới 5 cái trên người luôn. Vậy thì mỗi lần cua em thì sao? Em đây nè, em anh yêu em nè. Vậy là sao? Không biết sao cái cách thể hiện nó kỳ cục lắm. Không, anh không hiểu luôn là cái cách thể hiện để mà bày tỏ cái tình cảm của mình với cô thanh trần này, mỗi lần vậy thì là giặt ra cho coi hay sao? Dạ không, em thì em yêu quá là em cứ hết những cái kỷ niệm á là em cứ cho lên người vậy. Tức là mỗi một cái chữ hình xăm đó nó tương ứng với một cái kỷ niệm nào đó, đúng không? Rồi xong đúng rồi không? Tới ngày quen là xăm ngày quen nhau, rồi cung của hai đứa là gì xăm lên. Đó xong rồi họ tên của em là bự chà bá sau lưng luôn. Rồi mẹ em có thấy cái hình xăm của em không? Không, mẹ em biết là hãnh diện mà em khoe. Đi khoe với mọi người nè, con tôi xăm tên vợ nó nè. Ồ, vậy đó hả, dễ thương quá. Xong rồi một thời gian sau khoảng cỡ 4 tháng là bắt đầu dẫn em về ra mắt ba mẹ bên đó.
Thì gặp mẹ của chồng em á, thì mẹ mới kêu là thôi giờ trễ rồi con lại đây ngủ với cô đi. Xong rồi em mới nghĩ là chắc tối đây ngủ với mẹ của ảnh cũng được. Xong rồi cuối cùng là thôi con lên lầu ngủ chung với con của cô luôn đi. Ủa là sao? Là sai hả? Là đúng rồi. Ủa xong kêu ngủ lại với cô, xong cuối cùng là ngủ chung với con trai cô luôn. Quan trọng là em có dạ không? Rồi dạ luôn rồi, giờ đóng cửa rồi em ở trong đây luôn rồi, giờ em phải lên ngủ. Em dễ sai, dễ biểu quá hả? Quen quá sức luôn vậy. Xong rồi bữa sau mẹ chồng em mới gọi điện cho mẹ đẻ của em. Nói là thôi chị ơi, bây giờ em xin chị là cho con gái chị qua đây để em nuôi em chăm sóc luôn đi, qua đây ở luôn đi. Mẹ em có đồng ý không? Dạ đồng ý luôn. Trời ơi trời. Sao từ em mà cho tới phụ huynh em cũng đều rất là dễ vậy? Dễ dãi quá. Bây giờ phải hỏi nè, lý do gì mà mẹ của em lại kêu bạn này ở lại? Tại vì trong thời gian mà em bắt đầu cua Thanh đó là gia đình Thanh có biến cố, gia đình hai ba mẹ hết tình cảm với nhau, ly dị á. Cái Thanh cứ áp lực nhiều. Tức là mẹ thương. Dạ, đúng. Mẹ thương, mẹ tội Thanh quá thôi, mẹ nói là Thanh ở lại luôn đúng không? Rồi sau đó rồi mới đề nghị thôi mày để ta nuôi luôn đó. Rồi ở chung nhà, hai đứa còn quá trẻ như vậy thì có cái vui gì không? Gọi là... Như hai đứa nít mà gây lộn không? Dạ không, thì cũng chuyện gì tới nó cũng tới. Thì bình thường là mẹ chồng em chở em đi ngoài đường thì cũng hay dặn là trời ơi con là phải canh cái ngày an toàn nha. Xong rồi gặp chồng em, ngày nào cũng là ngày an toàn hết, ngày nào cũng là ngày an toàn, có ngày an toàn mà em nói sao đó, nói sao đó, không cuối cùng dính bầu. Đó. Mà lúc mà em với chồng em là nhận ra là hình như là có bầu rồi, xong rồi chồng em đâu có cho em đi đâu, không cho mua que thử thai, không cho đi đâu hết trơn. Xong rồi tự âm thầm xuống nói với mẹ chồng em là hình như Thanh có bầu rồi mẹ. Xong rồi một buổi sáng thức dậy, mẹ chồng em cầm cái que thử thai lên, con thử trước mặt mẹ đi. Xong rồi cái khi mà em thử xong rồi thấy ra hai vạch, con đã sẵn sàng làm mẹ chưa? Mẹ chồng tuyệt vời nhỉ. Tính ra là mẹ chồng em á là rất là hiện đại đúng không? Dạ, vậy đúng thì rồi. Cho hỏi xíu nha, hai vợ chồng còn rất trẻ ở trong phòng vậy đó, rồi tụi tiêu tú tí vậy đó, có khi nào, bị mẹ phát hiện không? Dạ có. Một buổi sáng đấy tự nhiên đòi pha nhau, xong rồi quên khóa cửa phòng. Quên khóa cửa phòng, cái tự nhiên mẹ mở cửa vô, hai con ăn gì không? Xong thấy mẹ đóng cửa lại cái đùng vậy đó. Trời ơi. Cái là mẹ đi xuống dưới chân cầu thang á, bắt đầu định hình lại tinh thần được rồi á. Mẹ lên nha con. Xong rồi đi được ba bước, mẹ đang lên đó nha. Mẹ gần tới rồi nha. Mẹ đang đứng trước cửa phòng nha. Mẹ vô á. Xong mở cửa ra, hai đứa ăn chuối vô. Dễ thương quá. Hai đứa mà lúc mà về ở chung thì chuyện gì tới sẽ tới, đúng không? Dạ. Có nghĩa là đó là cái đêm tân hôn chứ không phải là cái đêm tân hôn là cái hôm mà sau khi cưới, đúng không? Không, đêm tân hôn thật ra nó rất là mắc cười là tụi em rất là sợ ma. Thì đãi tiệc ở cái khách sạn đó xong thì người ta có tặng một cái phòng tân hôn. Xong rồi hai vợ chồng vô cái phòng đó xong rồi kiểu như nhìn xung quanh thấy như là ghê quá. Cái hành lang đi vô nó đã tối thui rồi, xong cái phòng kiểu lạ lẫm, hai đứa nhìn nhau. Ê, sợ ma quá, thôi về đi, thôi về, hai đứa đi về luôn. Trời ơi. Hai đứa đi về nhà gặp ba mẹ chồng, thôi con về đây ngủ, con không có chồng đâu. Của em là cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ là 6 tháng. Ở xã em có thật xấu gì? Dạ nhiều lắm bác, đây hồi dạch mặt nhiều, ơi là nhiều, không hết luôn. Đầu tiên là tính mà quá là nhây. Giống như là nhay những cái chuyện như là em đang bực bội khó chịu, xong rồi vợ ơi nha vậy đó. Xong rồi cái em mới kêu thôi em đã khó chịu ra đi, xong rồi cứ nhay hoài tính em cả cọc rồi, em điên lắm, đánh chồng em đó. Xong rồi đánh hoài à, ngày nào có chuyện nó đánh hết trơn rồi. Xong rồi có lúc mà đánh dữ quá em đánh bầm mắt luôn. Trời ơi. Xong rồi cái chồng em cầm lộn điện thoại của em, nhắn vô trong cái tin nhắn, cái nhóm nó có em với hai chị họ của em nữa, nhắn lộn vô trong đó là chị ơi cứu em với, nó quýnh em bầm mắt rồi. Xong rồi hai chị em tưởng đâu là chồng em quýnh em. Xong chạy tức tốc qua nhà em cầm nó bảo hiểm rồi, xong mày dám quýnh em tao. Trời ơi. Ủa mà bộ hai đứa xài điện thoại chung với nhau hay sao? Hai điện thoại nhìn giống nhau cái cầm lộn, xong nhắn vô trong đó rồi mấy chị em tới, xong mới thấy là chồng em nằm ôm con mắt vậy nè. Ôi tội nghiệp nhỏ quá, hèn gì mà lớn không nổi. Tại vì nhây đó đúng không, cái tật nhây quá đúng không? Cái thứ hai đó là ở dơ.
ở quá trời dơ. Sau cái lúc mới quen nhau lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, tới khi mà hả về ở chung với nhau 3 ngày không tắm, tối không bao giờ đánh răng. Đó là cái lý do sâu xa, là mỗi lần giống như là lại gần em, vợ ơi bỏ qua cho anh đi, là cái mùi thúi nó bay vô mặt em, để không dám nói là phải quên. Thời vậy mai mốt phải rút kinh nghiệm nha, phải lấy khẩu trang để mà tỏ tình hả. Còn những biểu hiện gì nữa không? Rất là trẻ trâu luôn. Đầu tiên là hả lên trên mạng thôi. Bây giờ anh sẽ quyết định rồi, anh sẽ mua một cây kiếm Nhật về. Làm gì vậy? Thằng nào đụng tới em anh chém chết nó. Ủa để làm chi? Ủa để làm chi? Đâu ai mượn, đâu ai mượn thể hiện. Rồi xong, ba dấu hiệu nhận biết. Đầu tiên là hả em hỏi tên anh đi, nguyên cái quận này ai cũng biết anh hết. Hỏi ra không ai biết. Trời ơi, hỏi tên anh cá chép đi, ai cũng biết anh, hỏi ra không một ai biết hết. Rồi cái thứ hai nữa, mỗi lần mà ai mà thí dụ em đi ngoài đường không, còn ai mà giống như là hả đụng vô chân em hay gì á, lỡ như chạy ngang quẹt ngang, mày sao vậy, dí theo mày muốn sao, dí theo mày hả, mày mới dám đụng vợ tao hả, nó chọn cái gì á, nó làm gì đâu, lỡ quẹt chúng mà nó đụng tới em mà phải giết nó. Xong rồi hả, rồi thêm một cái nữa, người ta đi ra ngoài đường thí dụ như là người ta nói tới ảnh, ảnh im, anh im, xong về mới nói tại nãy anh im thôi, anh mà lên tiếng mà mệt cũng đó, đó đâu dám đụng ta, là người ta nói im re à. Lúc mà người ta nói im re tới khi về nhà mới bắt đầu thiệt, anh mà lên tiếng mà nó mệt với anh là sao, lúc đó không lên tiếng thì về mới thể hiện. Em đi với chồng em ngoài đường em rất là sợ, thí dụ như đi với một người mà cao to lực lưỡng mà hả chồng em, chồng em mà chửi người ta đi, mình sẽ nghĩ là ờ giờ mày chết với tao, mày chết với chồng tao rồi. Còn đi với chồng em mà lên tiếng nha, người ta quay qua nhìn một cái rồi thôi chạy đi ba, nó quýnh hai đứa bây giờ hơn, nó sợ muốn chết luôn. Đáng yêu quá à. Thì bây giờ mới 21 tuổi thôi mà, phải là trẻ trâu thôi chứ sao nuốt giai đoạn được, đúng không? Đó, rồi có lén hút thuốc này kia nọ không? Trẻ trâu thường hay thể hiện chứ. Dạ có lén hút thuốc. Lúc đó là em đang mang bầu, em nói là bây giờ vợ mang bầu rồi đừng có hút thuốc nữa nha. Anh hứa với em luôn, anh thề anh không bao giờ anh đụng tới một điếu thuốc nào. Xong tối hôm đó, dụ cho em ngủ trước. Thường là anh bấm điện thoại anh chứa buồn ngủ, xong rồi em ngủ trước. Lén xuống dưới nhà hút thuốc. Xong rồi đi lên trên phòng, xui quá, lén em mà xui quá, đụng trúng cái bàn nghe cái đùng. Xong rồi em mở mắt ra vậy em nhìn, xong rồi em vẫn ráng hí lại, xong rồi cái chồng em lại nhìn em, ồ nó ngủ rồi. Xong rồi em nghe mùi thuốc, trời ơi em tái một cái bóp, giận quá trời giận. Bỏ luôn chưa? Dạ, bỏ không. Ủa em, nhưng mà lúc mà vợ em có bầu có thay đổi tính nết, tâm tính gì không? Dạ, vợ em thay đổi nhiều lắm rồi. Chỉ là cần làm một cái gì đó sai nhỏ thôi là nghe chửi, nghe đập rồi. Thường là những người phụ nữ khác là vợ giận là chồng bay lại ôm hôn đủ thứ năn nỉ là người ta sẽ bớt giận. Còn vợ em, duyên vợ em thì càng ôm càng quýnh, càng năn nỉ càng đập. Cứ thôi vợ ơi xin lỗi mà, mày xin lỗi mày biến ở đâu. Trời ơi đập kinh khủng luôn, cứ ôm vô là đập, cứ ôm vô là đập. Tội nghiệp với thân phận chồng em. Cái lý do sâu xa là gì? Thí dụ ôm rồi im lặng đi, ông nói vợ bỏ qua cho anh đi. Phà cái hơi rồi đó. Tại vì tụi em đều là hai đứa trẻ đó, thành ra là chắc chắn là từ cái chuyện mà sống chung với nhau nè, rồi đến chuyện mà có bầu á, bắt đầu em bé nó từ từ nó lớn lên, rồi cơ thể vợ thay đổi này kia nọ, đều là một cái sự ngạc nhiên và khám phá, đúng không? Dạ. Yeah. Thường người ta là vợ mang bầu, người ta sẽ, chồng người ta sẽ lại nói chuyện với con hay là sờ bụng gì đó. Em là toàn phải giới tay nó đặt vô bụng không à. Xong rồi tới khi nó thấy con đạp chỗ ghê quá em, ghê quá. Làm sao không bao giờ nói chuyện với con. Hỏi sao anh không nói chuyện với con đi, con trong bụng nó nghe nó là hiểu đó. Xong rồi anh biết nói gì đâu, nói gì giờ, hello con. Xong hết. Không nói gì nữa, đó cũng không sờ bụng không gì hết. Xong em cảm thấy trời sao tự nhiên cứ chồng gì mà giờ có con chán quá vậy. Sao chồng gì mà không có tương tác gì với con cái hết trơn. xong rồi cái hả em kiểu lúc đó cũng chán, nghĩ cho trời lấy mấy thằng mà con nít giờ tự nhiên không biết sao thấy cảm thấy giống như là mình lúc nào cũng phải gồng lên vậy đó, mình lúc nào cũng phải là chỗ dựa cho chồng mình. Chứ chồng mình không phải là chỗ dựa cho mình. Sao lúc mà vợ mang bầu á, rồi có thay đổi từ cơ thể cho tới cái tâm tính vậy đó, em ngạc nhiên không? Dạ. Em thấy mắc cười không? Dạ không, em có tìm hiểu nên là em thông cảm. Ừ. Dạ, nhưng mà phụ nữ có bầu là gay gắt lắm, dữ lắm. Rồi có bắt em phải nhịn nhịn đói, nhịn khát không? Dạ có chứ. Vợ em là dữ ghê lắm, năm trời. Là bắt nhỏ nhịn đói nhịn khác luôn hả? Dạ, nhịn tới nỗi mà giống như lâu lâu em có những cái cử chỉ mà thân mật dữ quá, cái ảnh tưởng là cho ảnh làm hay gì đó. Em trời, em cho thiệt hả? Nghĩ sao cho vậy cha? Tái vô mà. Ê, thương quá, thân phận làm chồng của em thật rồi. Đáng thương. Mà vui không? Lấy vợ vui không? Dạ vui. Bị đánh mà vui đúng không? Đánh vẫn vui. Đánh
cảm thấy là vui. Trời ơi. Ủa con em năm nay bây giờ là bao nhiêu tháng? Dạ, một tháng. Một mới tháng. Có một tháng thôi. Chà, là vẫn còn con bác nhịn đó. Dạ, vẫn còn bác nhịn dạ, đó. Vẫn, dạ. Tới giờ phút này luôn. Bởi đó. Vì em sinh mổ mà. Ồ. Thực ra là đâu có cần thiết phải bắt nhịn dữ vậy trời. Tuổi này còn nhỏ mà. Dạ. Những cái tháng đầu tiên cho đến tháng thứ ba coi như là tạm thời nhịn, nhưng mà đến từ tháng thứ ba trở đi á, dạ, là bình thường. Bình thường mà. Còn một tháng như là cho hai tháng. Tháng thứ bảy, tháng thứ tám. Còn 2 tháng nữa. Gán đi Khánh, anh nghĩ em không sẽ làm được. Nhưng mà phải nhịn là sau khi sanh thì bắt buộc cái đó là mình phải ấy để mình kiêng cử cho cái người phụ nữ. Dạ. Nhưng mà trong thời gian mà em ăn bầu á, em không cần thiết phải bắt chồng nhịn, là tại vì á, khi mà hai vợ chồng vẫn có cái mối quan hệ á, là em bé rất là tốt luôn. Thiệt, rất là tốt cho em bé luôn. Nói vậy để đứa sau đừng bắt nó nhịn, nó tội. Em nói thật lòng đi, trong cái thời gian qua là em bị vợ bạo hành như vậy đó, thì thật sự là em có cảm thấy bị tổn thương không, hay là em rất là hạnh phúc? Dạ, em thấy vui. Vui. Tại vì ngày nào không quýnh là em thấy buồn lắm, em thấy trời nhạt quá. Ngày hôm nay nhạt quá, em phải làm cái gì đó để chọc vợ em cho vợ em quýnh. Trời ơi. Rồi bây giờ tới em đó. Hostface này có thật xấu không? Dạ, vợ em thì ít lắm mà. Em chỉ có là hung dữ thôi, tính đàn ông thôi. Còn mọi cái thì cứ thiếu cái gì là mua sắm rồi đầy đủ cho con cái rồi chồng rồi đủ thứ hết á. Chỉ có là tính tình là bộc trực và hay giống như là hay có hay nổi nóng không? Dạ có, vợ em nóng lắm. Vậy em có mong muốn vợ em thay đổi điều gì không? Dạ em muốn vợ em lâu lâu dịu dàng nữa. Lâu lâu dịu dàng với em phải không? Dạ. Cái thời gian dịu dàng vợ em đối với em chỉ tính bằng giây thôi. Trời, thấy thương không? Tội nghiệp bé. Thường thì cái tuổi này đúng là cái tuổi mà ăn chưa no, lo chưa đúng tới. Dạ. Thành ra là lấy nhau thì chắc chắn là chưa có thể nào mà như những cặp vợ chồng người ta trưởng thành được. Điều đó là chắc chắn. Nhưng mà rất may mắn là tụi em có ông bà nội, rồi bên ngoại nữa. Bên ngoại, bà ngoại nữa. Thì nó có cũng có những cái điều nó hạn chế, nhưng cũng có những cái điều lại là thuận lợi. Tranh thủ cái lúc mà ông bà vẫn còn sức khỏe để mà lo giùm cho con mình á. Thì hai đứa tạo dựng sự nghiệp, nhất là em á. Học đến nơi đến chốn rồi á, là phải có cái sự nghiệp. Người đàn ông mình phải cố gắng, mình chững chạc, mình phải là trụ cột. Chắc chắn bây giờ thì chưa thể nào làm được ngay đâu, nhưng mà cái hướng tới là phải như vậy, phải hoạch định như vậy. Rồi chúc tụi em hạnh phúc nha. Cảm ơn. Và em có một nguyên tắc là bạn của người cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác, mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này, thì em bảo là theo cặp rồi. Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay của chương trình Vợ Chồng Son và cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu, câu chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng đầu tiên. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Bây giờ trước khi hỏi tên tuổi nghe, thì là cho anh biết coi vì lý do tại sao các em xuất hiện trong chương trình này và trên tay cô dâu lại có hai quyển sách như vậy. Dạ, vâng ạ, em xin giới thiệu, em là Lưu Ký Hương. Hiện nay thì em công tác ở nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam với vai trò là MC, ca sĩ. Và em có một công ty riêng về lĩnh vực tâm lý tình cảm. Chồng em là một người yêu thích chương trình Vợ Chồng Son từ rất là lâu rồi. Và cái ước mơ của anh ấy đó là được một lần ngồi trên chương trình này để nói về cái câu chuyện của vợ chồng. Và hôm nay em có mang một món quà là cuốn sách của em để dành tặng cho hai anh chị ạ. Rồi. Sách của Hương hả? Hương dạ biết. Vâng ạ. Rồi chị cảm ơn. Đây, trời ơi, nghe mà nó vừa xúc động mà nó vừa tuyệt ấm chiêu, áp, tuyệt chiêu sống và yêu. Rồi hay quá. Dành cho phái đẹp. Cảm ơn em đã thấy được cái đẹp ở trong anh. Trước tiên cho em gửi lời chào đến anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Khánh Toàn, em năm nay 33 tuổi, em hiện đang sống ở Đức. Thì em rất là hay xem chương trình Vợ Chồng Son và em rất là hâm mộ anh chị. Đây vẫn còn đang cảm giác rất là bồi hồi. Chị hỏi nè, em thích cái chương trình này từ lúc nào? Bao nhiêu năm rồi?
chắc là cũng phải 3-4 năm đấy. Cái cơ duyên nào mà em biết đến chương trình này? Khi mà em làm việc xong, mỗi lần làm việc xong thì buổi tối về rồi ăn cơm nghỉ ngơi là em thường bật kênh YouTube lên, em xem cái kênh YouTube của chương trình Vợ Lộc Chồng Son. Xem nhiều số về, em rất thích nghe những câu chuyện tình yêu vì nó truyền cảm hứng cho em. Và hai anh chị dẫn chương trình rất là dí dỏm và vui. Cảm ơn em. Bây giờ mới là hồi hộp về cái cơ duyên mà hai bạn này đó. Sao mà biết nhau nè? Lần đầu tiên mà các bạn biết nhau đó là ở đâu? Em biết anh Toàn qua một cái buổi workshop dạy nhảy miễn phí của người yêu cũ em. Bạn ấy nói là có một buổi workshop của một dancer từ Đức về dạy bachata. Thì em thích cái bộ môn nhảy này, nên là em mà lại nghe thấy là nhảy miễn phí, học miễn phí thì em đến luôn. Và nhân cơ hội này tại sao em không tái hiện lại cái màn mà nhảy đôi cùng với cô gái này được không, trên sân khấu này? Dạ vâng. Okay. Thế cho bọn em xin phép nhảy chính cái điệu nhảy đầu tiên của bọn em. Hay quá. Hay quá. Này chị với Bin nhảy được nè Bin. Em này nó chậm chậm vậy thôi đó hả? Đó, Latin à. Eo quá ha. Hay quá. Rồi. Nhiều thứ. Xin cảm ơn hai dancer Toàn và Hương. Như vậy là em nhìn thấy mà ảnh đi với một cô gái là chắc chắn là em không ấn tượng gì về ông này đúng không? Thứ nhất là đấy là cái buổi mà dạy nhảy ở câu lạc bộ người yêu cũ của em. Và em có một nguyên tắc là bạn của người yêu cũ là không bao giờ em lòng vòng vào. Xong rồi là anh ấy lại đi với một cái cô khác mà cái cô đấy thì body language mà bám sát vào bạn này thì em gọi là theo cặp rồi. Thế là em cũng không để ý gì luôn. Nhưng mà có ấn tượng với cái ông thầy này không? Ngon, body đẹp, trời ơi, xong rồi nhảy rất là hay. Em thì em rất là thích đàn ông kiểu phong trần nè, xong rồi phải có một chút nghệ thuật. Và khéo léo thì bạn này có, xong lại khỏe nữa, trời ơi. Đúng rồi, nhưng có mà tiếc rằng cái gì mà em mong muốn đúng không? Nhưng mà tiếc rằng mà em không nghĩ gì đến cái việc là sẽ nảy sinh tình cảm gì cả. Mà em rất là hâm mộ và em rất là tôn trọng á. Em tưởng là thôi là hôm đấy là cũng định gặp mặt như thế mà cũng thấy bạn kia bám sát thế rồi và vợ em là cũng không đưa ra một cái tín hiệu gì là khoái khoái em cả. Thế là em cũng bơ bơ đi cho đến cuối buổi workshop thì người yêu cũ của vợ em, tức là bạn của em, bạn học của em lại bảo thế Toàn dắt hơn một bài đi. Thì em nhảy với vợ em thì nó có một cái sự kết nối mà nó làm em rất là thích và tò mò. Thì lúc đầu là nhìn vợ em thì trông rất là lạnh lùng các thứ, nhưng mà đến lúc mà nhảy thì em lại khoái khoái. Rất là ấm áp. Ấm áp. Lửa nó cứ như là 500V nó đúng không? Âm ỉ, nó cứ chảy rần rần, máu của em cứ dồn lên não. Khóc người rần luôn. Máu. Và sau đấy thì em thường thì em có thói quen là em ra ngồi quán cà phê, em làm việc, em cũng chỉ có cái laptop với cả cần mạng là em làm được việc rồi. Thì vợ em lại lúc đấy lại biết cái ngành của em nó khá là lạ, muốn tìm hiểu thêm xem. Em hoạt động nghệ thuật đó, rất là bay nhảy, xong rồi em lại học về lĩnh vực tâm lý nữa, thế cho nên là những cái công nghệ thông tin, những cái thứ đó em không biết. Thế cho nên là một người nào đó nói với em là họ biết cái thứ đó là em rất muốn hỏi để em học, để em tìm hiểu về nó. Thì em chủ động hỏi bạn ấy là hôm nay bạn chia sẻ với tớ về cái tớ với bạn, bởi vì là thật ra thì người yêu cũ em kém em một tuổi. Thế cho nên đối với em thì bạn này vẫn nhỏ tuổi hơn em và em sẽ không thích đàn ông nhỏ tuổi hơn em nữa. Thế là em chỉ hỏi bạn ấy rất là nhiệt thành. Thì cái hôm đấy là em rất là ấn tượng với cái mùi nước hoa của bạn ấy. Xong rồi đến lúc mà em phải về rồi, em phải đi làm rồi thì bạn ấy bảo là đợi tớ một tí để tớ ở chỗ cái này nó có cái bánh mì. Thì em tưởng là ở cái dưới quán cà phê nó có bánh mì, hóa ra bạn phải chạy rất xa bạn mua cái bánh mì cho vào trong túi đưa cho em, cho em mang lên xe ô tô để em đi em ăn. Thì em sau đó thì em lại thấy là bạn ấy đi bộ về nhà và em nhìn thấy là một người đàn ông rất là lịch thiệp mà lại biết quan tâm. Mà em rất thích những quan tâm nhỏ như vậy, vì là thời điểm quen em thì có rất là nhiều đàn ông đến thì họ sẵn sàng đầu tư tiền bạc, nhưng em không nhận được cái sự đồng cảm, vì đặc biệt là em lại là mẹ đơn thân cho nên em cần những người đàn ông có thể quan tâm em những cái nhỏ như vậy. Thế là sau đó thì em có ấn tượng rất là tốt về bạn này, bọn em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Không nói chuyện thì nhớ. Sau đó thì em mới hỏi thẳng là cái cô hôm ấy đi cùng là như thế nào. Giờ mới hỏi đó. Vâng, em hỏi thẳng luôn để nếu như mà em thấy còn lòng ngoằng là em sẽ không dính dáng gì cả, nhưng bảo là chỉ là bạn bè thôi. Đó, thế thì em ok, vậy thì mình cho người đàn ông này một cơ hội. Nhưng mà Toàn có biết là Hương là mẹ đơn thân không? Em biết chứ ạ. Nhưng mà em thì là trai tân đúng không? Tân, lúc này trai tân. Sau khi mà nói chuyện em thấy anh ấy có một cái điểm chung
là mẹ của anh cũng là mẹ đơn thân. Mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy và em gái anh ấy du học Đức mà chỉ bán xôi thôi. Thì em nhìn là người đàn ông này cũng có một cái ấu thơ giống con trai của mình. Và anh ấy sẽ hiểu cái cảm giác của một đứa trẻ khi thiếu bố. Và anh ấy sẽ hiểu cái cả cái nỗi khổ của một người mẹ khi phải một mình nuôi con như thế nào. Thì em nhìn thấy cái sự đồng cảm và em muốn cho anh ấy một cơ hội. Và bắt đầu em để cho anh ấy tiếp xúc dần với con trai của em xem như thế nào. Thì qua quá trình tiếp xúc thì em thấy là anh là một người đàn ông mà em chờ từ rất lâu rồi. Hay quá. Chờ từ rất là lâu rồi. Bởi vì là khi mà mới quen á, thì nhà em là có hai mẹ con ở với nhau thì có những cái thứ đồ đạc ở trong nhà nó bị hỏng. Và ví dụ như nó hỏng hẳn đi, mình thay mới. Nhưng mà đây nó cứ hỏng cái nhỏ á. Ví dụ như là cái núm cửa đó, em cứ mở cửa ra một cái, em bước vào trong nhà, em đóng cửa một cái là cái núm cửa nó rơi ra là không mở cửa được ra nữa. Thì nó hỏng cả đến hơn năm trời rồi mà không có ai sửa cho em, mà em cũng không biết tìm ai sửa cả. Mà hôm đấy em vẫn đang ngủ, em hay ngủ muộn đó, bởi vì em làm một việc về khuya mà. 10 giờ sáng em đang nghe tiếng cạch 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 cạch. Xong rồi nhìn mặt ra thấy con trai mình đang dí rủ với anh Toàn sửa cửa, sửa bồn cầu. Em chóng mặt, em bảo cái anh chàng Việt Kiều này kỳ lạ ta. Sao lại biết làm cả mấy cái việc này? Nó bắt đầu em lại càng ấn tượng hơn. Thế xong rồi rằm mùng 1 em mang xôi với lại hoa ngũ sắc đến nhà em để thắp hương bàn thờ. Em giật mình, em người đó này lạ ta, nhìn chơi bời như thế này, xong bắt đầu lại Việt Kiều như thế này, xong rồi cũng hay ho mà lại có thể làm được những cái việc đó. Thì em lại đặt một câu hỏi là cái người mẹ của anh ấy đang giáo dục anh ấy như thế nào. Vâng, bởi vì em làm khi mà em chơi hoặc quen ai em sẽ quan sát rất kỹ họ, thì em thấy rằng là người đàn ông này đã được giáo dục rất kỹ từ người mẹ rồi. Còn mẹ của em thì đón nhận cái tình yêu của em với Hương như thế nào? Ban đầu thì mẹ của em cũng xuất phát từ cái tình yêu cho em nó lớn thôi. Thì là cũng muốn lo cho, cũng đề cao con trai là giai tân rồi học ở nước ngoài, công việc ổn định rồi. Mà lại đi yêu gái một con mà lại trong showbiz. Mẹ em lúc đầu cũng phản đối và cả gia đình của em nữa luôn. Đã đến cái nỗi như mà... thế nào Toàn? Bị đuổi ra ngoài đường luôn rồi. Mẹ em đã đóng đồ trong vali rồi, đem đến tận nhà. Mẹ ở Việt Nam hay mẹ ở Đức? Mẹ em ở Việt Nam ạ. Ở Việt Nam. Ồ, vậy đó hả? Đã đóng đồ vào vali để chuẩn bị đuổi đi rồi đấy. Nhưng mà rồi sao nào? Xong rồi thì em nghĩ là em sẽ thể hiện cho mẹ em biết là em yêu vợ em và nhờ vợ em mà em phát triển bản thân, em thành một con người tốt hơn. Và sau khi mẹ em đã nhìn thấy được cái điều đó, thấy con mình trưởng thành nhờ có người phụ nữ này, thì mẹ em lại quay ra lại rất là yêu Hương và yêu con trai của tụi em. Vậy thì hay quá. Có nghĩa là bây giờ tụi em chưa có con mới đúng không? À, chưa. Bây giờ là các bạn là đang ở xa nhau đúng không? Dạ vâng ạ. Vẫn yêu xa đó. Lấy nhau nhưng mà là vẫn yêu xa. Vậy bây giờ yêu xa như vậy thì đâu thể nào mà lòi những cái tật xấu ra. Có thấy không? Yêu xa vậy có thấy được tật xấu của nhau sau khi mà quyết định là đến với nhau không? Vợ em có một cái tật là không đáng yêu lắm. Là rất nhiều quần áo mà ca sĩ mà chị. Thì đi diễn này xong ngồi váy viết các thứ đẹp lắm. Thế nhưng mà nhiều vô kể. Mà em về em đã thấy nhiều thế và lại không có đủ chỗ để. Thì em đóng hẳn cho luôn hai cái dàn treo. Rất để treo được rất nhiều rồi. Thế nhưng mà cái ghế để mà ngồi trang điểm ấy, chất đống lên cao đến cả nửa mét luôn. Trong khi ghế nguyên hai cái dàn kia để mà treo quần áo thì không thích. Mà là cứ thích chất lên cái ghế ngồi trang điểm. Xong đến lúc mà đi ra ngoài thì lại phải lựa lật lên, lại cho lại vào. Xong rồi đi về lại chất đống lên. Đồ nhiều quá. Chưa được ngăn nắp. Còn điểm nào chưa đáng yêu nữa? Cũng không hẳn chưa đáng yêu mà nó là cái thuộc về tính chất công việc của vợ em nữa. Bởi vì vợ em là thường là sẽ livestream và tư vấn là sẽ đến làm công việc đến khá muộn. Ít nhất phải 11, 12 giờ. Còn em lại rất thích là ngủ sớm dậy sớm. Cái thời gian ở một mình bên Đức là toàn là 9, 10 giờ đi ngủ. Xong rồi 4, rưỡi, 5 giờ sáng là đã dậy đi tập gym rồi về làm các công việc khác rồi. Em thấy làm như thế được nhiều việc hơn. Nhưng mà khi mà ở gần nhau rồi thì là em phải điều chỉnh rất là nhiều về cái thời gian biểu của em theo vợ em. Khá là mệt. Em thức đến 2 giờ sáng và em ngủ đến tận 10 giờ, 2 giờ đêm, 10 giờ sáng em mới dậy. Thì đương nhiên rồi, em thức khuya em phải ngủ bù chứ. Không thì cái này là chị, theo chị là nó không phải là tật xấu đâu. Bởi vì tính chất công việc của hai người, sau này tụi em về chung một nhà, chung một nước, thì tụi em sẽ tự điều tiết cái vấn đề này. Không vấn đề gì. Không biết yêu xa thì cô ấy có ghen không? Vợ em cần em có nguyên tắc hơn khi mà tập tành với cả những cái bạn nữ thôi. Tức là em với những bạn nữ bên châu Âu thì họ cũng rất là thoáng, thì tiện đâu là mình tập ở đâu đó thôi. Thì bạn này em tập với cả một bạn cũng là vũ sư, thì bọn em tập bài để biểu diễn cùng nhau. Thì chưa tìm được cái phòng tập nào nó gần chỗ bọn em cả, thì nhà bọn em lại gần nhau. Thế là em qua nhà bạn đó để em tập.
Thì thực ra em cũng sẽ nói cho vợ em, nhưng mà vợ em nói luôn một cái là anh cần có nguyên tắc là nam nữ là không tập mà với nhau ở trong một cái phòng riêng. Đấy, kể cả là bạn lâu năm hay là gì đấy. Thì em cũng tôn trọng vợ em thôi, nhưng mà em cũng lúc đấy em cũng lại nói đùa. Không biết là vợ mà ghen làm sao nhỉ? Tại vì anh chưa thấy vợ ghen bao giờ. Nhưng mà đó, kể từ lúc đó là em đâu có tập riêng rồi đấy. Vâng, đi nhảy là trước khi, kể cả về Việt Nam mẹ hôm qua cũng vừa đi khiêu vũ là phải ra bảo vợ, vợ ơi anh đi nhá, đây nhận anh đeo rồi nhá. Anh có một hôm đi nhảy, trong anh về anh kể là anh ấy nhảy đẹp quá, xong cái cô Tây cô nhảy cô bảo Toàn ơi mày yêu tao đi. Thế là em biết ngay là hôm đấy đi nhảy không đeo nhẫn. Em bảo đi nhảy có đeo nhẫn không? Thế xong bắt đầu là xin lỗi anh quên, thế là thôi em không nói chuyện gì. Là hôm sau là phải đưa vào nguyên tắc luôn là đi nhảy là phải đeo nhẫn. Phải có đeo. Bước ra đường là phải đeo nhẫn. Nhắc mấy lần rồi mà anh ấy sợ bị rơi mất nhẫn. Và em cũng để cho anh cái khoảng thời gian để anh tự hiểu là cái điều của anh ấy làm ấy nó xảy ra cái điều như nào. Thì em không nói gì. Thế một lúc sau anh ấy gửi cái clip mà anh ấy cầm cái que anh ấy vụt vào chân anh ấy, nó tím xỉm luôn. Thế này thì anh đánh một người anh cho em thấy nè, thì anh xin lỗi. Tội nghiệp quá vậy. Em nhìn em buồn cười quá. Rồi giờ tới em đó. Thôi sẵn kể luôn. Kể sẵn luôn. Kể luôn đó. Đó, tật xấu đó là quên mang nhẫn khi đi làm việc. Hay quên những điều cần thiết để chứng minh mình là người đã có gia đình. Đúng không? Đấy. Đó là một tật xấu. Đó. Còn tật xấu nữa là ăn quả vặt. Nếu mà khoét chị ạ. Ăn gì? Ăn quả vặt. Ăn vặt sung sướng lắm em. Ăn quả vặt. Trời ơi, em xin đồng minh rồi. Trời ơi, đồng minh rồi. Đời chị đừng có cho chị ăn 3 bữa chính, cứ cho chị ăn 5 6 bữa vặt vặt đi. Chị ơi, ví dụ nhá. Lắm cuộc đời mong manh lắm em ơi. Anh ăn đủ 3 bữa chính rồi. Thế xong bắt đầu là ví dụ như là anh ấy buổi sáng ăn sáng rồi nha. Rồi uống cà phê rồi nha, xong rồi anh ấy bảo là anh đi mua bánh mì cho em. Anh sẽ mua bánh mì về anh làm cho em. Xong anh mua một cái bánh bông lan trứng muối này. Xong rồi một cái miếng cơm cháy to đùng như thế này nè. Xong bắt đầu là những cái quả nho nhỏ đó. Xong rồi em nhìn em anh không bao giờ để dám để sát vào nhau đâu, bởi vì anh ấy biết là nhiều thì sẽ bị em kiểm soát, cho nên là anh để mỗi nơi một tí. Em đang ngủ ở trong phòng, nghe cái cách cứ phát là em biết là đang cắn hạt dưa. mà mỗi lần anh ấy về nhà mẹ là anh sẽ mua một cái túi hạt dưa nó to khoảng 3 cân như thế này là này. Em khoái ăn hạt dưa hả? Vâng. Mà như con sóc lại ngồi làm việc, mà em thì em quen làm việc trật tự rồi, mà em ăn cực kỳ là chỉn chu. Trước đây, trước khi em gặp anh ấy là body em nó fit lắm, vì em không hề ăn vặt luôn. Thế mà anh ấy thì ăn hạt dưa nhiều anh bị ho. Em không cho ăn, bắt là ăn vụng ăn trộm. Và cứ khi em đi ngủ phát là nôi ra cắn cái rách. Mà em thính như nào mà mẹ ngủ trong phòng ngủ mà nó đóng kín rồi mà nghe cái rách phát em biết. Thế em bảo anh đưa cái gói hạt dưa đây, xong giấu đi. Thế cuối cùng em về em mới bảo mẹ là mẹ đừng mua hạt dưa cho anh ấy. Mẹ bảo mẹ có mua đâu, nó đi nó mua đi chứ, nó sẽ đổ cho mẹ. Rồi bây giờ làm sao nè, có muốn Toàn thay đổi gì không? Thật ra thì đối với em thì đấy là những cái điều đáng yêu của anh ấy. Em thấy đáng yêu mà. Em muốn là anh ấy được là chính mình khi ở bên cạnh em, bởi vì là anh ấy sống và anh ấy làm việc thì từ khi còn bé anh ấy là đàn ông, anh luôn luôn phải thể hiện bản thân mình, phải gồng mình lên rồi mạnh mẽ rồi đi làm việc ở bên Đức thì họ đòi hỏi cái sự chuyên nghiệp và không được có một lỗi nào cả. Thế nhưng mà em muốn là ở bên cạnh em thì anh hãy là chính mình và bọn em giống như hai đứa trẻ con ở cạnh nhau vui lắm. Nên là khi mà mọi người cứ hỏi là sau khi cưới thế nào thì em thấy là từ khi lấy chồng vui hơn, thích hơn, được chiều nhiều hơn. Thế là tuyệt vời quá rồi. Con trai của em còn nói một câu là mẹ ơi, ở nhà có 3 người bao giờ cũng vui hơn nhà có 2 người. Vui ha. Đấy. Nghe đã ha. Thế còn Toàn thì sao? Toàn có mong muốn vợ thay đổi điều gì không? Em chỉ có duy nhất một điều là mong muốn vợ thay đổi một chút. Đấy là sau khi mà những buổi tư vấn của vợ em xong, tư vấn tâm lý tình cảm xong, thì vợ em hay bị buồn với câu chuyện người ta, xong rồi suy tư, xong rồi suy nghĩ lâu, nó ảnh hưởng đến cái bị lặp á. Dạ, nên ảnh hưởng đến cái tâm trạng cảm xúc riêng của mình. Đấy thì em mong muốn vợ là thôi tư vấn xong cho người ta thì xong câu chuyện đấy thì thôi mình dừng lại ở đấy. Thực ra là tất cả những cảm xúc đó nó là chất liệu cho những cái lần sau. Thế nhưng mà em cũng phải lưu ý một chút là bởi vì này, em phải biết control. Ví dụ như em được quyền sống trong cái cảm xúc đó thời gian bao lâu, rồi sau đó là em phải thôi. Em phải delete liền mới được. Đó, theo chị là như vậy. Ủa, nhưng mà bao giờ em trở về Đức? Ngày mai em bay về Đức ạ. Ồ, như vậy em bay từ thành phố Hồ Chí Minh hay là từ Hà Nội? Tối nay là bọn em sẽ bay từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Và ngày mai là em bay từ Hà Nội sang bên Đức. Và em bay chỉ một mình hả? Đúng không? Như vậy là bọn em vẫn còn đang chiến đấu nhiều. Anh vẫn mong rằng là hai em sẽ về chung một nhà và không còn ở xa nhau như vậy. Thì thôi thì tự bây giờ muốn nghe Hương hát nè. Bây giờ giá như ai biết đàn em Hương với Toàn đâu tặng một cái nhưng mà Toàn là biết nhảy Toàn biết đàn á.
Ngày xưa là mẹ anh Toàn là cho anh Toàn học đàn từ bé là để sau này tán gái cho nó dễ. Ồ, nếu vậy thì giờ Toàn đời luôn hát đi. Đúng rồi, Toàn có mang theo cái đàn không? Thế cho em xin phép tặng một bài ạ. Da 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 da. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố có cô em thương, đôi môi cười hoa thắm và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông trần cho anh mơ mộng. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lấy, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngu mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Em muốn được cùng anh về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới mong giờ là lời, sẽ nói yêu nhau mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về miền biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Em muốn được cùng nhau về vùng biển vắng, mình sẽ sống những ngày hè nhung nắng dưới bóng giờ là lời, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Cảm ơn các em, cảm ơn chương trình, cảm ơn các em nhiều lắm. Chia sẻ lần đầu thì con lúc con gặp bà Ngọc thì con chào biệt bà Ngọc lại luôn. Cho đến khi mà bà Ngọc nhận tính á là con của ba Hoa, anh Hoa lại bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổi ấy. Thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm Hoa. Dạ, mời phụ huynh lên. Là bằng nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 58 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Đến với câu chuyện tình yêu của một cặp vợ chồng đến với chương trình Vợ Chồng Show kỳ này, mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào họ. Rồi, xin chào hai vợ chồng trẻ nha. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin giới thiệu, em là Mạnh Quyền, em đến từ Huế. Em là một vũ công, cũng là biên đạo và cũng là giáo viên dạy nhảy cho các bạn nhỏ cũng như bạn lớn. Wow. Quyền là năm nay nhiêu rồi hả Quyền? Dạ, năm nay là chắc em 28 rồi á. Quyền là một bạn biên đạo rất rất giỏi luôn. Vậy hả chị? Tại vì là chị đã làm việc với Quyền trong cái chương trình Tinh Hoa Hội Tụ. Dạ. Ở, và bạn này là quán quân. Dạ. Rồi bây giờ mời em. Xin chào cô chú, con là Bảo Ngọc, năm nay con 22 tuổi. Con quấn con đi học. Con học đại học gì? Dạ, con đang học ở Đại học Hoa Sen về chuyên ngành về Media Direction. Giỏi quá. Quyền đã lén lấy vợ lúc nào cô không biết luôn á Quyền. Lúc đó là con chưa đúng không? Đó là Bảo Ngọc đang theo sát số hậu trường với con, sau những cái giúp con về những cái vấn đề là quản lý dancer rồi bao là trang phục rồi lo những cái buổi tập của con. Luôn luôn đứng sau ánh sáng của con. Bây giờ con kể cho chương trình nghe đó, cái câu chuyện tình yêu của các con như thế nào, và lần đầu tiên gặp nhau có ấn tượng gì về nhau? Con lần đầu tiên con gặp Bảo Ngọc thì chắc là 2015, nhưng mà chắc là sau lưng đó là con không nhớ Bảo Ngọc là ai cả. Bởi vì lúc đó là con đang thi một chương trình là Show You Think You Can Dance, một cái chương trình riêng về vũ công, thì Bảo Ngọc là nhà của Bảo Ngọc là người Huế mà. Người Huế luôn luôn cổ vũ cho những cái người miền Trung như thế này. Thì nhà Bảo Ngọc rất là thích con, rất là kiểu bạn này tới Huế này, người Huế này vô ủng hộ hết mình. Con Bảo Ngọc cùng được chụp ảnh với con, và sau đó xong cả là con không biết, bởi vì giống như một người bình thường là con okay. Biết anh Quyền thôi chứ anh Quyền không biết con. Đúng rồi. Nhưng mà cái lúc đó là con đã cảm thấy cảm mến anh Quyền chưa, hay chỉ là ngưỡng mộ bình thường thôi? Dạ, lúc đó thì con chỉ giống như là ngưỡng mộ, là tại vì về tài năng của anh Quyền. Nhưng mà bao lâu thì các bạn mới bắt đầu là coi như là liên hệ với nhau và trò chuyện với nhau nhiều hơn? Thật ra là cái này là một cái duyên nhá, là từ ba của Bảo Ngọc. Con nói chuyện với ba Bảo Ngọc là con không xin là chú, con xin là anh chị đó. Thì kiểu giống như lúc mình là kiểu đối tác, bởi vì anh Hoa liên hệ con gian dựng một cái bài để cho Bảo Ngọc biểu diễn trong trường. Thì trong cái quá trình tập luyện dân của tôi, con cùng tiến với nhau. Trước đó là con cũng gian dựng cho nhiều nghệ sĩ, nhưng mà đối với học sinh á, cấp 3 thì đấy là chắc là bài học
đầu tiên. Dừng đầu tiên rồi con. Đầu tiên đúng không? Thì cũng là giúp Ngọc lại được hai giải quán quân rồi đó. Nhưng mà bao lâu thì con cảm thấy là có một cái sự gọi là tương tác nhẹ và cảm mến nhẹ bé Ngọc? Chia sẻ lần đầu thì con lúc con tập về Bảo Ngọc thì con chả biết Bảo Ngọc là ai luôn. Cho đến khi mà Bảo Ngọc nhận tin á là con của ba Hoa, anh Hoa là ấy, bắt đầu là bây giờ mình phải để ý hơn, bởi vì người ta bút mình, bây giờ mà con gái của người ta mất tích về số tuổc ấy. Rồi thì là về sau thì có bắt đầu để Bảo Ngọc, bắt đầu cho Bảo Ngọc vào những cái vị trí quan trọng và làm những cái động tác rất là khó nhá. Liên quan đến bưng bê nhào xoay rồi Bảo Ngọc gánh hết. Bao nhiêu lúc con kiểu chưa có tình cảm, chỉ là tập luyện học sinh mà, đúng không? Học sinh quậy làm được là mình la mình la luôn bên này. Tụi con chưa có thích nhau trong thời gian quá trình tập đúng không? Mà sau khi đạt kết quả rồi, sau khi đạt quán quân rồi này kia nọ thì chắc là lúc đó bắt đầu mới nhìn lại và thấy là giống như mình cảm mến cái con người này đã đưa về cho mình một cái thành tích vẻ vang như vậy đúng không? Thì cái tình cảm nó có một sự thay đổi nhẹ đúng không? Có nghĩa là thay đổi nhẹ là sau khi giải quán quân đầu tiên. Thấy chưa? Đó, xong rồi vừa rồi là kiểu là con ở đây một mình mà. Thì con có nuôi thêm hai em cúm. Thì con vô tình con nói là Tết mèo ơi qua giúp anh chăm con cúm này đi. Rồi có gì ra Tết anh dừng đi chơi rồi bắt đầu quay phim để mà cảm ơn. Thì đó từ từ bắt đầu những cái mối quan hệ. Quen lúc đó là con đã học đại học chưa? Dạ chưa. Lúc 12. Dạ. Cái lúc mà con mới với anh Quyền á là thầy chủ nhiệm biết. Xong rồi thầy chủ nhiệm Hòa. Dạ, mời phụ huynh lên. Thầy cũng nói chuyện với mẹ con, nói là cũng biết là cái ngành nghề của anh Quyền là rất là hay va chạm và cũng không biết là anh Quyền như thế nào á. Lúc đó rất là mới, không biết là anh Quyền có thật lòng hay không, hay là quen một vài tháng rồi ảnh hưởng tới con, và lúc đó cũng sắp thi đại học nữa. Thì lúc đó thầy rất là lo, quen ai thì mẹ rất là cấm đoán luôn. Giống như mẹ là sẽ theo dõi để biết là con đi đâu. Nhưng mà từ lúc mà mẹ biết anh quen anh Quyền á, là tuy là bị mời phụ huynh nhưng mà mẹ lại ngược lại là mẹ không nghe thầy mà lại rất là thích anh Quyền và rất là ủng hộ. Nhiều khi là do đồng hương á, đúng không? Dạ, thì con nghĩ là cũng do là cái quá trình mà con từ đó vào, con lập nghiệp ở đấy á, thì ba mẹ cũng theo dõi được những cái gì mà nó xuất hiện trên truyền hình hàng ngày. Còn với là mẹ cũng đi theo để hiểu được và cái chia sẻ, thì có nghĩa là có một sự đồng cảm. Quyền thì chắc chắn là phải, cái công việc của Quyền là đi rất là nhiều. Vậy thì mỗi lần Quyền đi như vậy thì con có đi theo hay không? Trước lúc mà cưới á, thì ba mẹ không có cho đi qua đêm. Đi theo mấy cái chương trình thì quay rất là khuya. Thì kiểu khoảng thời gian đầu thì ba mẹ rất là bị sốc á. Tại vì đó giờ con gái cứ là 9-10 giờ là đã về tới nhà rồi, mà giờ đi tới 1-2 giờ sáng chưa thấy mặt mũi đâu hết. Cái một khoảng thời gian thì ba mẹ cứ đợi cửa, là cứ đợi phải mở cửa cho con về. Cái lúc sau thì ba mẹ cũng mệt quá nên đưa chìa khóa luôn tự nhiên. Mệt mỏi quá. Thì bắt đầu là chỉ là 8 giờ còn mặt rồi. Từ khi đi với con thì bắt đầu là từ 10 giờ, 11 giờ, 1 giờ đêm, 2 giờ, 3 giờ mới về. Con là ở nhà là con là con một hay là có anh chị em gì không? Dạ, con là con gái lớn, có một em, nên là ba mẹ rất là sợ con hư á, và rất là cưng luôn. Như vậy thì cái việc mà một tiểu thơ và một anh chàng dancer rất bình dân như vậy quen nhau thì nó có khó khăn trở ngại gì không con? Con thấy cũng không có trở ngại gì lắm, chỉ là lúc đầu á thì anh Quyền cũng hơi sợ con tiểu thư á, nên là mỗi lần đi ăn lề đường á là anh Quyền sẽ hỏi là em có ăn được không, hoặc là đi đâu nóng này nọ là anh Quyền cứ xách quạt, xách đồ để quạt cho con á. Chăm con đúng không? Chăm một tiểu thơ cho con đúng không? Đó. Nhưng mà Quyền nó hay lắm, nó thuần hóa một hồi là nhỏ này hết tiểu được thơ. Không ta? Tại vì nè, đã từ năm 20 bao nhiêu đó, 19. Là đã đứng ở sau lưng hậu trường để mà lo hết những cái công việc của bạn này. Ghê lắm, biên đạo múa coi như là huấn luyện từ hình thể cho tới tâm hồn. Quán quân trong công việc, trong các cuộc thi, nhưng mà cái việc quán xuyến tiền thì sao? Dạ đây ạ. Thì thực ra là cũng một phần là con không biết sao nữa, nhưng mà từ lúc mà con quen mèo á, và chỉ có một năm thôi thì con giao hết tất cả nhờ tiền của con cho mèo luôn. Bởi vì đối với bản thân con của công việc á, là con thích được sáng tạo, con thích được làm, con thích được cái cảm hứng nó tuôn trào ra. Con thích sử dụng những cái trải nghiệm của cuộc sống của con để mang vào những cái tác phẩm con dàn dựng. Và sống vào bao nhiêu tiền là cứ để đẩy vào đây. Không quan tâm dự định cho tiền. Cái chuyện tiền bạc đó là nó mệt lắm, nó trùng cục cái tác phẩm của mình rồi, liền. Hay quá chị Một ơi. Rồi hai đứa yêu nhau, một cô gái nhỏ nhắn như vậy, rồi cái việc mà tỏ tình cầu hôn nó có cái gì đặc biệt không ạ?
là bạn nhỏ này nó cứ hỏi là cứ nghĩ đến lễ cưới, bởi vì ước mơ của bạn là muốn cưới vào 18 tuổi. Từ nhỏ là cứ nghĩ trong đầu là 18 tuổi là phải lấy chồng vậy đó. Gieo kỳ đó trong đầu con nhiều thì con thì cô việc là con không còn nói nhiều. Xong rồi có một năm là năm 2020 thì bắt đầu là con quyết định là tỏ tình, tỏ cầu hôn nhé. Thì con làm một cái bài rất là hay, rất là dễ thương, rất là dân dã luôn, của bên bằng một đồng minh chúng, bằng một điều luôn. Con mà hai con khổng long chạy quanh ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ nữa. Thì đó là một clip rất là viral ở trên TikTok cũng như là Facebook. Thì con làm một cái màn cầu hôn cho nàng, nhảy đến nửa bài cũng chưa biết mình làm được cầu hôn. Ồ vậy hả? Hôm đó đồng chơi nàng đi làm tóc làm đẹp, nói ủa có ai tiết lộ bí mật gì không? Nguyễn Đạo nó kiểu mọi người ơi, hôm nay mèo làm tóc này sao bắt đầu đó? Ủa gì vậy, có ai tiết lộ gì đâu? Mà có cùng có cái phòng tập ở nhỏ ở nhà, mỗi lần mà mọi người tập và mèo đi lên tập nhạc đứng nghiêm rồi bắt đầu giãn cơ rồi chuyển qua giãn cơ. Không ai biết cái xong bài nhỏ đi xuống cả lúc đông, Nguyễn Đạo nhảy tập bài để cái nhà mà kiểu là rất là nhỏ mà phải bị cái tai và nghe để tập cho xong cái bài. Bắt đầu là hôm đó thì con nhờ con dắt mèo ra, cái cảm giác đầu tiên của con á là thực ra là mình đã chuẩn bị kế hoạch này rất là rõ ràng, là rất là tốt, nhưng khi mình chuẩn bị bước vô nhảy là con cảm giác là cái chân con không có cảm giác nhảy luôn, kiểu bị lo lắng hồi hộp rung á. Thì bắt đầu không biết mình làm được tốt không, rồi bắt đầu là khi mà nhảy đến nửa bài và nhỏ rồi vẫn không biết là mình được cầu hôn. Chứ anh Quyền không nói được luôn, anh Quyền nói mà kiểu không biết là mình sẽ phải nói gì á. Có gì nào được một câu duy nhất à? Làm vợ anh nhẹ. Làm vợ anh nhẹ. Như vậy là bây giờ tụi con ở là vợ chồng là nay được nhiêu lâu rồi ta? Nếu như vậy thì chắc là tụi con ở trong cái thời điểm dịch là từ lúc định hôn này giờ là 1 năm rồi đó. Mới quá chị ơi. Có. Không biết có cái gì nó lòi ra không chị? Thì bây giờ hỏi đi. Nó nghe nè, 1 năm ở với nhau như vậy thì có mấy cái tật xấu nào của Quyền nó lòi ra không? Rồi có những cái tật xấu nào của mèo mà Quyền thấy nó nhiều quá không? Cái này thì con nghĩ là từ lúc mà quen là có cái tật đó rồi. Thôi bây giờ kể đi con. Đó có nghĩa là mỗi lần mà mèo là hay hét, đúng là tiểu thư hét một phải là nguyên cái nhà lần đứng từ trên nghe được hết, ba mẹ đều nghe được hết. Kiểu ba mẹ quen rồi chiều cứng mà, đây là con gà rùa của ba mẹ mà. Kiểu con hét cũng vậy, thì mỗi lần mèo hét con cũng kiểu rèn rèn đúng không? Mà kiểu mất là kiểu mỗi lần mà mèo mà tức một cái là mắt mới nhìn mồm liệt quá cả là ý cha con mèo đổi mắt mà. Là phải sợ. Ủa mèo hét làm sao mèo? Con Candy nhà em á, y chang đó. Con hét gì không? Dạ không, nhỏ hơn xíu. Thì mèo còn ngủ dậy muốn đi nướng đúng không? Ngủ nướng nhiều. Thực ra là con cũng thương mèo, và bởi vì từ nhỏ con cũng ở trong một cái gia đình không có điều kiện nhiều, thì con cũng quen với cái việc là phải chủ động làm mọi thứ, rồi con cũng dọn dẹp, con cũng từ rửa chén bát và mọi thứ. Nàng có biết nấu ăn đâu, bắt đầu phải học cách nấu ăn rồi. Nhưng không biết nấu ăn đúng không? Rồi, nhưng mà cũng phải tìm cách để học. Thì đâu có thể là biết nấu chưa? Dạ biết sơ được mấy món rồi con. Cắt món luộc đó. Không? Dạ con biết nấu luộc, hoặc là cái gì con không biết thì con sẽ lên con coi trên YouTube xong rồi tự nấu. Con không biết là chị vợ này có dính vào những cái tật giống như các chị vợ còn trẻ tuổi trong cái thời đại mà 4G này không? Tức là hay mua sắm online không? Yes. Shop vô sổ rồi, vô sổ luôn. Nhưng mà thực sự con cảm thấy điều đó rất là tốt, bởi vì mua cho con nhiều. À, mua cho con nhiều bởi vì đấy là mang danh là tiểu thư, theo chị biết là được quan tâm, nhưng mà khi mà quen con là con kiểu đó là bởi vì con không còn mua sắm nhiều đi, là con chỉ có cần vô tập rồi là xong rồi. Nhưng từ khi mà quen mèo là mèo mua đồ tùm lum mà mua lại chủ yếu là cho con này. Vậy là cái đó không phải là tật không xấu là rồi, sao tật tốt. Nhưng mà giờ theo con thì con muốn vợ con thay đổi điều gì để vợ con hoàn hảo hơn, tức là perfect nhất luôn? Perfect nhất của con thì con muốn vợ của con bản lĩnh hơn. Bản lĩnh hơn là có nghĩa là không cần phải phụ thuộc vào chồng của mình. Mình có thể chủ động mọi thứ. Khi mèo đang làm tốt điều đó, con giao lại việc quản lý cho nhóm, các bạn nhỏ đó mọi thứ, để mèo trở thành một cái gì đó là thay con, để con có thể có nhiều thời gian hơn để sáng tạo. Rồi giờ tới mèo nữa con. Tật xấu anh Quyền thì con nghĩ chắc lúc mà anh Quyền đi tập á, thì anh Quyền hay ném giày các bạn á. Nóng tính đúng không? Dạ rất là nóng tính, nhưng mà khi mà không có giày để ném á thì ném luôn điện thoại. Trời ơi. Nên là con phải đi sửa hoài luôn. Có nóng tính nè, cọc nè đúng không? Có bừa bộn không hay là gọn gàng hay là anh Quyền dọn luôn, anh Quyền ở nhà anh Quyền dọn hết. Có la con không? Vừa làm vừa la không? Dạ không, anh Quyền tự làm, tại vì anh Quyền đi dạy về rồi thì con vẫn còn ngủ, cái anh Quyền tự làm luôn.
cũng cho con ngủ vậy. Thì mèo có mong muốn anh Quyền thay đổi điều gì không? Đừng quan điện thoại nữa, thí dụ. Đúng rồi, đừng quan điện thoại nữa, tốn tiền. Mất năng tính đúng không? Dạ, anh Quyền cần khi mà đi tập cũng phải biết để ý thời gian để có thể giữ sức khỏe hơn. Có hôm là đi về là ngủ ngoài sofa luôn, mà mở cửa tan hoang vậy á. Là không, anh Quyền quá mệt rồi á, cứ đi vô là nằm đâu cũng ngủ được hết, xong rồi mở cửa tan hoang rồi luôn. Thực ra thì đến một tuổi nào đó con phải ngưng cái đó lại. Dạ đúng rồi. Con phải điều tiết lại, đúng không? Con mới cảm thấy rằng là mình không bao giờ thành công khi mình đi một mình cả. Nếu con muốn xây dựng một nhóm và một đúng bạn rồi. Và một gia đình, con quay lại cùng nhau để mình họ trải nghiệm được cái cách mình làm việc, trải nghiệm được cái thời gian của mình trải qua và bắt đầu sẽ xé bớt công việc cho mình hơn. Ok, rồi xin cảm ơn hai con đã đến với chương trình Vợ Chồng Son và chúc cho hai con sẽ luôn vui tươi như thế này và mãi mãi hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dưới làm bếp trưởng vậy, em có ngồi em nhìn miết vậy? Ai vậy là đội giùm thôi. Dạ, em là đội giùm nóng quá. Cô là biết đội đúng không? Còn ảnh nhìn qua em thì giờ sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, nổi lòng à. Sau em nói là anh thích em đi, anh thích em mà anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó anh vẫn chưa thích em chị. Và bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay cùng gặp gỡ cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai em. Dạ, chào anh chị. Dạ. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Ngọc Tài. Thì hiện tại em sinh sống ở thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước. Nghề nghiệp của em là kỹ sư ô tô. Dạ. Thì năm nay em 30 tuổi. 30. Dạ. Tài. Dạ. Còn em? Dạ, em tên là Lê Trần Ngân Trâm, em sống ở Bình Phước nha. Năm nay em 28 tuổi và em làm kế toán rồi. Nhìn cái áo của Trâm giống như là cái áo của em hả? Dạ. Áo cưới của tụi em. Áo cưới của tụi em, dạ. Đúng không? À. Em là có tin vui đúng không? Dạ. Em mới có em bé khoảng 2 tháng nha. Wow. Dạ. Thay mặt chương trình thì chúc mừng hai vợ chồng em. Dạ. Có tin vui như thế này. Rồi, kể cho anh biết đi, hai bạn gặp nhau và quen nhau như thế nào? Em gặp ảnh là lúc mà em còn đang đi học cao đẳng, lúc đó em mới 22 tuổi anh. Em mới làm thêm ở một cái shop quần áo trên đường Phạm Ngũ Lão ở Gò Vấp. Và lúc đó thì em bán quần áo nên em cứ ngồi trong shop rồi em cứ ngó ra ngoài đường á. Thì đối diện cái shop em là cái quán lẩu nấm của ảnh, quán lẩu nấm An Nhiên. Em cứ ngồi em nhìn hoài vậy á. Em nhìn khoảng 6 tháng. Tại lúc đó ảnh làm đầu bếp ở trong nhà hàng á chị. Làm sao mà thấy ảnh? Nhìn cái chữ An Nhiên thôi hả, chứ đâu có thấy ảnh đâu. Dạ, nhìn xuyên vô cái xuyên vô cái kiến là em thấy ảnh. Dạ, đúng. Dạ thì cái nhà hàng bên em á là cái bếp thì nhìn thẳng ra ngoài đường được, thì khi mà đứng nấu á thì có thể nhìn ra ngoài đường đối diện bên đường được. Tức là mối tình qua hai lớp kiến đó. Trong 6 tháng là chỉ nhìn thôi chứ không có bước qua mua một bộ đồ nữa. Không ạ, tại bên đó bán đồ nữ. Dạ. Mà bên em không qua ăn lẩu nấm. Lúc em là em nghe nó mắc lắm, em không dám qua chị. Ồ vậy hả? Lúc đó ảnh là học đại học, ảnh đi làm thêm thôi mà ảnh đợi cái nón đội bếp trưởng trong nhà bếp á, ảnh đợi giùm cái cô bếp trưởng thôi chị. Mà em có tưởng là ảnh là bếp, cái giống như em ngưỡng mộ thầm vậy. Nói trời sao còn trẻ mà giỏi dưới làm bếp trưởng vậy, em có ngồi em nhìn miết vậy. Ai vậy là đội giùm thôi. Dạ, ai vậy mà đội giùm nóng quá. Cô là biết đội đúng không? Dạ. Còn ảnh nhìn qua em thì giờ sau em mới nghe ảnh kể là ảnh nhìn cái xe mô tô của chủ shop em. Còn làm em cứ ngộ nhận, em tưởng nó nhìn em không à. Trời ơi, nổi lòng à. Mình đang, chị em mình đang nghĩ tới một đó là một cái mối tình qua hai lớp kiến. Phải là 6 tháng trời chỉ nhìn nhau thôi qua lớp kiến. Và cuối cùng là sao? Kết quả là ông nhìn chiếc mô tô. Lúc đó thì nói chung là em cũng chưa có xin số điện thoại. Thì 6 tháng xong rồi em học bài thì cũng buổi trưa cũng buồn quá. Thôi kiếm ai nhắn tin nói chuyện cho vui. Thì lúc đó thì nhìn qua nhìn lại thì vợ em cũng nhìn qua em cũng nhìn lại. Rồi xong rồi em cũng giơ tay lên xin số điện thoại. Rồi xong rồi vợ em cũng đâu có sẵn giơ lên luôn. Rồi xong rồi em cũng lưu trong số điện thoại nhắn tin qua. Em biết sẵn trước đó mà em không dám đưa. Em nói hay là mình giơ mình làm quen ảnh đi. Chỉ làm quen kiểu thích nhau thôi mà đâu có gì đâu. Mà ngại không dám đưa. Cái ảnh vừa giơ dấu hiệu hai giày cái em cũng hai lại. Xong rồi anh xin vậy, cái ảnh vừa xin cái em giật. Wow. Có ghi sẵn rồi. Em ghi sẵn rồi. Sau khi lấy được số điện thoại rồi sao?
Rồi em nhắn tin. Thì nhắn tin nói chuyện khoảng cũng khoảng thời gian. Mới đầu nhắn tin thì em cũng nói bằng tiếng Anh thôi, chứ không có nhắn tin bằng tiếng Việt. Thì vợ em thì lúc đó cũng học bên chuyên, cũng thuộc về bên du lịch, cũng thuộc tiếng Anh. Thì nhắn, nhưng mà vợ em tiếng Anh giỏi hơn, cái em nhắn không lại, em nói thôi nhắn tiếng Việt đi. Lúc đó em đã ngộ nhận nữa chị, má trời anh này đồ bếp. Mà lúc đó em không có phân biệt được giọng miền Trung, nói chuyện lơ lớ nha. Ảnh gốc ở Nha Trang á chị. Em nói cha anh này đồ bếp, chắc bên nước ngoài mới về khoái nữa. Coi như nói tiếng Anh dạ, mà giọng lại lơ lớ. Đó mà đeo ấy cái nón mà của bếp trưởng dạ, tuyệt vời quá. Tưởng gì đồ, nữa tưởng đầu bếp Việt Kiều nữa hả? Bao lâu thì đi chơi lần đầu tiên? Ban đầu thì nói chung là em cũng tò mò, em cũng thử nhiều cái lắm. Thì em hỏi thôi ít bữa hẹn cho hôn cái đi. Cái vợ em cái nói chửi em đồ biến thái, chưa gì đòi hôn ta. Rồi nấu ăn chay, rồi nấu chay rồi mày sao người gì kỳ cục gì đó. Rồi xong em giận quá em không có nhắn tin nữa. Khoảng mấy ngày tuần gì đó rồi nhắn tin lại rồi rủ đi uống nước mía. Thì xong mới đầu gặp lần đầu tiên là ở quán nước mía ở trước Bixi. Đó là lần đầu tiên đó. Dạ, đó là lần đầu tiên. Rồi đến khi nào thì mới tỏ tình? Yêu trong 3 năm thì nói chung là cũng vợ em tỏ tình em. Tỏ tình sao em? Em nói em thích ảnh. Xong em nói là anh thích em đi, anh thích em là anh không có hối hận đâu. Rồi anh trả lời sao? Lúc đó anh vẫn chưa thích em chị. Anh nói ảnh lo công việc chứ, chứ ảnh chưa có xác định. Xong em mới nói vậy thôi, chỗ làm em cũng có người thích em á, người ta rủ em đi chơi vậy em đi nha. Xong anh kêu em đi đi. Cái xong cái anh chỗ làm em thì anh hay tặng hoa em lắm. Cái mỗi lần em đi chơi với ảnh em có cầm theo bó hoa của cái anh kia tặng. Cái xong về sau ảnh mới nói với em là thôi đừng nhận hoa nữa, tự nhiên thấy khó chịu quá. Xong em mới nói đó, vậy là anh thích em mà nói em nói mà, thế nào anh quen em đi anh cũng thích em à. Vậy á. Gài mất đi luôn. Một cái lý do nào mà để em quyết định là thực sự tiến tới cái viên vấn đề mà yêu bạn này? Thì em học xong đại học thì em về Nha Trang. Thì vợ em ở lại trong Sài Gòn. Thì lúc đó vợ em cũng về lại Bình Phước rồi. Trong thời gian một năm đó thì yêu xe vậy đó, nhắn tin qua nhắn tin lại rồi gọi FaceTime nói chuyện. Thì xong thì đợt đó thì cũng không hiểu vì sao. Thì giận cũng cả tháng á. Lúc đó căng lắm là định chia tay luôn rồi đó. Rồi em cũng nghĩ giờ mà nếu mà mình vậy thì không được. Thì giờ mình cũng nhớ người ta mà giờ mình làm gì cũng khó coi. Xong qua tháng 9 tháng 10 kia em điện em đòi cưới. Xong rồi giờ em cũng đồng ý luôn. Giờ em đồng ý thì từ tháng 11 đến tháng 1 là bắt đầu tranh thủ nhau cưới luôn. Có nghĩa là đám cưới, từ lúc đám cưới cho tới bây giờ là bao lâu rồi? Dạ 6 tháng ạ. 6 tháng, dạ. Quá, có nghĩa là quá son rồi đó. Đó bây giờ ở với nhau 6 tháng rồi, anh ấy có thật xấu gì không? Trong quá trình 6 năm là em lúc mà tìm hiểu là em thấy cũng có những cái tật đó như là cọc tính bảo thủ này kia. Thì về ở với em thì hiện giờ thì cái tính nó vẫn nó tăng hơn á. Em ví dụ như là em xay nước ép trái cây hay cái gì đi, em xay cà rốt với lại thơm này kia chung với nhau ấy, là ảnh bắt em phải chứng minh là hai cái loại đó là nó tương tác với nhau, là có cái gì không mới được uống, còn không được uống. Mà em nói là em thấy người ta xay cũng đâu có gì đâu, mà ảnh kia em phải chứng minh. Nhiều khi em phải nhiều lúc nhiều cái chứng minh cho ảnh biết, em phải lên mạng em tí em kiếm này kia ảnh mới chịu uống, còn không ảnh không chịu không. Uống tại vì em á thì em sợ bị đau bụng dạ. Cứ tại vì nhiều cái loại trái cây khi nó thích hợp thì không nói gì, nhưng mà nhiều khi nó tương tác với nhau nó sẽ bị ngộ độc. Cho nên em cũng sợ mỗi lần cứ làm gì mà trộn tổng hợp là em sợ lắm. Rồi bây giờ còn tật xấu gì nữa không? Dạ hình như em thấy chỉ có vậy thôi nhỉ. Bảo thủ cọc cằn. Dạ. Còn vợ em thì sao? Vợ em thì nói chung là cái tính hay lo cho em. Hồi xưa tới giờ thì vẫn vậy, nhưng mà em thì em cũng nhiều lúc thì cũng bực bội về vấn đề đó. Thứ hai nữa là hay theo cái ý của người khác mà không phải tự mình quyết định. Đó thì cái tính theo ý của ai? Của thì em hay là của ba mẹ hay là của bạn bè? Nhiều khi của bạn bè cũng có, người dân của em cũng có, nhiều khi trái ngược nhau á thì không có chính kiến hả? Dạ đúng rồi, không có chính kiến. Có ghen không? Ghen thì vợ em không ghen. Thì vợ em tin tưởng em lắm. Thì trong quá trình đó thì nói chung là chưa gọi là từ khi mà quen nhau cho đến cưới bây giờ là chưa có nói một từ chia tay với em lần nào hết. Cho em nói với vợ em là em muốn vợ em thay đổi điều gì? Em nói với vợ em là muốn thay đổi là mình phải chính kiến lên. Dạ, chính kiến lên. Ngày thứ hai là phải ví dụ như là phải nhìn nhận cái sự việc. Dạ, cho rõ ràng hơn xíu. Còn em muốn Tài thay đổi điều gì? Dạ, chỉ bớt cọc với bớt bảo bớt thủ cọc, bớt bảo thủ.
Hai tật xấu kể ra cũng là sự mong muốn thay đổi luôn, phải không? Dạ. Chị thấy vậy nè, cái cảm giác của chị thôi nha, là trong cuộc sống của vợ chồng em á, vợ em thương em, lo cho em nhiều hơn. Tỷ lệ cũng khoảng là 64 hoặc là 73. 73 đó. Với em á, em quá thương chồng em. Em muốn thể hiện hết tất cả những điều đó cho chồng em hiểu là em thương chồng em. Em lo quá đó. Đôi khi cái đó nó tạo ra cái dở cho mình. Dạ. Cái dở cho mình ở đây là sao? Nhiều khi á, chồng mình sẽ cảm thấy là sẽ hơi bị vướng víu. Nếu mà trong cuộc sống vợ chồng á, cái sự tương tác á, nó phải nhận được cái sự tương tác. Ví dụ như cái điều em làm là cái điều chồng em muốn. Dạ. Thì cái đó quá tốt. Nhưng mà cái điều mình đang làm mà đó chưa phải là cái điều chồng mình muốn, thì mình phải thay đổi chiến thuật. Cách giữ chồng thì có trăm ngàn cách. Đó, thì bây giờ mình phải xem cái cách nào là cái cách mà chồng mình muốn để mà mình làm. Thì nó sẽ tạo ra cái sự mà thoải mái ở chồng mình, để mà yêu vợ mình hơn, để mà cảm thấy rằng á, mất đi cái người vợ này á, là sẽ không tìm ra một người nữa. Tại đúng, vì em có nghĩ như vậy. Em hiểu không? Dạ. Rồi. Ha. Rồi. Cảm ơn em.